Lời nói đầu tiên thì xin chúc mọi người có một buổi tối là vui vẻ. Và cái khúc đầu tiên xin được gửi tới mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Trang Lập, cái khúc Tiếng Gọi ạ. Xin mọi người cùng lắng nghe nhé.
Ngọn lửa đam mê.